Dạ, Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Nga xin chào mừng quý vị đến với kênh Nga Võ. Illinois, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin về tiền an sinh xã hội là được tăng trong năm 2022 là 5,9%. Trong đó là Nga xin chia sẻ đến là tất cả là 7 là nhóm người của là giống như là dân Mỹ là được hưởng cái số tiền này. Và trong đó là chủ thợ nails và chủ nails thợ nails có được hưởng cái tiền an sinh xã hội không? Tại vì trước đây cũng có một số quý vị đó có nói là già lại là những người đi làm nail là không có được nhận tiền gì hết. Thì nhân cái dịp này Nga xin chia sẻ trong cái phần đây luôn và nhận những cái quý vị là những người mà thuộc 7 cái nhóm người đó, đó là nhận được bao nhiêu một tháng và khi nào là bắt đầu nhận. Và đặc biệt trong cái phần đây là Nga cũng chia sẻ luôn cái phần là tiền thuế đó quý vị, tất nhiên đó là cái thuế mà cần phải đóng trong cái tiền an sinh xã hội là cái mức tối đa là bao nhiêu. Và một cái điều nữa đó là quý vị khi mà quý vị nhận tiền an sinh xã hội là tiền mà tiền già đó ha, là tiền về hưu này kia đó, thì mỗi năm quý vị nhận là tối đa bao nhiêu để mà tránh cái trường hợp là không phải bị đóng thuế. Và nếu như á là quý vị nhận quá thì quý vị phải là đóng thuế, thì Nga chia sẻ chi tiết cái phần này luôn. Và Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết ngay sau đây. Dạ, dựa trên cái mức là chi phí sinh hoạt cho nên là an sinh sở an sinh xã hội đã ra cái mức lên tăng lên là 5,9% cho năm 2022. Hiện tại đó quý vị, là những quý vị nào mà nhận cái tiền an sinh xã hội năm hiện tại là năm 2021 này á, là vừa rồi là được cả cái năm này được tăng là 1,3% nhưng mà sang năm là 5,9%. Và khi nào thì có hiệu lực, những quý vị nào mà nhận cái tiền an sinh xã hội á là sẽ được thấy cái tấm chắc của quý vị được tăng lên 5,9% bắt đầu là vào đầu tháng 1 năm 2022. Còn những quý vị nào mà nhận tiền trợ cấp bổ sung hoặc là tiền SSI thì là 30 tháng 12 này thì quý vị sẽ thấy được cái tiền mà nó tăng trong cái tấm chắc của quý vị. Và tất cả là 64 triệu người là những người là nhận cái tiền an sinh xã hội. Ngay sau đây Nga chia sẻ 7 cái nhóm người đầu tiên đó là những người là khuyết tật. Người khuyết tật là chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên, khuyết tật nhưng mà không bị mù, thì mỗi tháng là nhận được bao nhiêu. Thì đây là những cái thông tin mà Nga chia sẻ chính thức ở trên cái trang của SSE như quý vị. Dạ, đây là cái trang của Sở An sinh Xã hội. Những người mà khuyết tật nhưng mà không có bị mù á, thì hiện tại á, là nhận được một tháng là 1.310 đô la, nhưng mà sang năm sẽ nhận được 1.350 đô la trên một tháng. Và những người mà khuyết tật nhưng mà bị mù thì nhận được là 2.190 đô la là năm này, sang năm là được 2.260 đô la. Nhóm người thứ hai, và bây giờ là 6 cái nhóm người mà những người này là có đi làm và hưởng cái tiền an sinh xã hội nè, tiền già nè. Nhóm đầu tiên đó là tất cả những người mà đã về hưu thì cái mức trung bình mỗi tháng, chứ đây là mức trung bình như quý vị, tại vì cũng có người là nhận được là mấy trăm, cũng có người là nhận được 5-6 ngàn một tháng, nhưng mà đây là cái mức trung bình. Mức trung bình cho những người mà đã về hưu hiện tại á, là 1.565 đô la, nhưng mà sau khi mà tăng lên cái 5,9% á, là sẽ nhận được là 1.657 đô la. Tất nhiên á, là năm 2022 á, là quý vị sẽ nhận được chừng đó ha. Và cái nhóm người kế tiếp đó là đôi vợ chồng già mà cả hai là đều là nhận cái số tiền an sinh xã hội này. Thì sau khi làm năm 2022 á, là sẽ nhận được là hai trung bình một tháng là 2.753 đô la. Người một người là quá phụ và có hai đứa con thì nhận được trung bình năm 2022 là sẽ là 3.187 đô la. Và cái nhóm người thứ tư đó là quá phụ lớn tuổi, những nhà là tiền nhận tiền già đấy quý vị ha, mà sống một mình
là đó là nhờ cái nhóm người thứ tư. Thì sang năm 2022 sẽ nhận được là 1.553 đô la và hiện tại là nhận được 1.467 đô la. Nhóm người thứ năm đó là những nhóm người gọi là có đi lao động nhưng mà những người này là thuộc là về là khuyết tật, là vợ hoặc chồng và có một hoặc là nhiều đứa con. Thì trong đó trung bình hiện tại là nhận được là 2.250 đô la, nhưng mà sang năm sẽ nhận được, chính là tháng 1 2022 á, là nhận được 2.383 đô la. Và nhóm người thứ sáu đó là tất cả những người có đi làm nhưng mà bị khuyết tật và bây giờ là đã về hưu, đã về là già rồi, nhận tiền già thì sẽ nhận được cái số tiền mà hiện tại là 1.282 đô la một tháng, nhưng mà sang năm là sẽ nhận được 1.358 đô la. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh, nhấn like, nhấn share. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, khi mà quý vị chưa tới tuổi về hưu, chính là hưu non á ha. Dạ, thì quý vị á là người ta có đưa ra cái mức quy định cho quý vị trong đây, đó là một tháng á, là quý vị nhận được nè, tất nhiên là miễn thuế đó quý vị ha, là 1.580 đô la một năm, tức là hiện tại năm 2021. Và bắt đầu năm 2022 á, là quý vị là mỗi tháng quý vị nhận là tối đa là 1.630 đô la một tháng thì quý vị là không có phải đóng thuế. Tất nhiên là một năm mà quý vị năm 2022 mà quý vị nhận được là 19.560 đô la một năm thì quý vị không phải đóng thuế, nhưng mà quý vị nếu như mà quý vị muốn nhận cao hơn cái mức đó, vượt khỏi cái mức đó thì quý vị cần phải đóng thuế. Đó là đối với những quý vị cô chú là nhận tiền tiền hưu mà hưu non á, dạ là chưa có đủ tuổi về hưu á. Còn đối với những quý vị nào mà đã là đủ tuổi về hưu rồi thì quý vị nhận tối đa một năm, tất nhiên là bắt đầu là năm 2022 là cái số tiền là 51.960 đô la một năm thì quý vị không phải là đóng thuế, nhưng mà quý vị nhận vượt cái số 51.960 đô la một năm thì quý vị là phải đóng thuế. Nếu như mà quý vị nhận vượt cái số mà người ta quy định thì cần phải đóng thuế thì đóng như thế nào đây? Trong đây người ta cũng có cái chỉ dẫn nè quý vị. Cứ mỗi 2 đô la mà quý vị nhận á, vượt cái số mà người ta quy định thì quý vị đóng 1 đô la là tiền thuế. Tất nhiên là ví dụ như nè, những quý vị nào mà là hưu non thì một năm á, năm 2022 tối đa là 19.560 đô la. Nhưng mà nếu như mà quý vị là vượt cái số là 19.560 đô la này thì quý vị là phải đóng thuế cứ là 2 đô la, quý vị là cần phải là đóng lại 1 đô la. Cũng giống như những quý vị nào về hưu nhưng mà đã đủ tuổi hết rồi và tối đa một năm là 51.960 đô la nhưng mà vượt cái con số này thì quý vị cần phải đóng thuế. Đó là quý vị cần lưu ý cái phần đó ha. Dạ, cái phần kế tiếp, quý vị là làm chủ nails nào hoặc là thợ nails có được là hưởng tiền già là khi về già, khi về hưu hay không? Nga xin thưa rằng là trên cái trang sở an sinh xã hội này là được nha quý vị. Tại vì hồi lâu ấy giờ nhiều quý của chú anh chị nói là già lại là mấy người đi làm hãng làm xưởng được, nhưng mà già, những người đó thì là không có được hưởng cái tiền già. Thì Nga xin thưa rằng quý vị được, tại vì sao? Mỗi năm đó quý vị là quý vị self-employed, nhưng là quý vị là tự làm chủ á, là quý vị đóng 15.3% tiền thuế. Tại sao? Tại vì là quý vị làm, mà Nga được biết là quý vị làm bên nails nè, là quý vị không có đóng thuế hàng tháng, mà cuối năm quý vị đi khai thuế là quý vị mới đóng, bắt đầu đóng thuế cho IRS. Cho nên là từ IRS người ta làm việc thẳng với sở an sinh xã hội, chính là SSA, để mà người ta lấy cái số tiền 15.3% đó, tiền thuế của quý vị, để bỏ vào trong cái tiền SSD. Dạ, cái tiền là an sinh xã hội. Còn đối, cho nên là quý vị là không có thấy cái phần đó, cho nên quý vị nghĩ rằng là già lại là không có cái tiền già. Nhưng mà quý vị có. Đối với những người đi làm hãng làm xưởng W2, thì
quý vị nhận hàng tháng. Cho nên là mỗi tháng là quý vị có thấy cái tiền trong đó là đóng tiền hưu, tiền già, rồi tiền về bảo hiểm sức khỏe, là tiền gì là quý vị thấy, là quý vị biết là quý vị có. Dạ. Còn những quý vị là làm bên 1099, quý vị làm về chủ nails là hoặc thợ nails, thì quý vị là hàng tháng quý vị không có đóng, chứ quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ không có, nhưng mà dạ, có, thì vì quý vị đóng trong đây là 15.3%. Đó là cái phần Nga kính gửi đến quý vị. Và về cái bảng mà trong đó là có 6 cái nhóm người đó quý vị, là hiện tại là nhận được bao nhiêu và sang năm là nhận được bao nhiêu, là hồi nãy Nga có chia sẻ rồi đó. Nhưng mà nếu như mà quý vị cần cái thông tin này thì Nga cũng sẽ chia sẻ cái bảng này luôn để cho mà quý vị tham khảo. Còn nếu như mà quý vị cần cái đường dẫn, đường link thì quý vị, Nga mời quý vị cứ để lại cái lời comment, rồi Nga sẽ là chia sẻ cái đường link đó để mà quý vị nhấn vào đó là quý vị có những cái thông tin nó dễ dàng hơn. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là cái bảng số tiền trung bình ước tính hàng tháng tiền an sinh xã hội trước và sau 5.99%. Dạ, về cái thu nhập tối đa mà để mà chịu thuế an sinh xã hội năm 2022, đó là cái mức thu nhập 147.000 đô la. Hiện tại năm 2021 này là cái mức thu nhập tối đa mà quý vị sẽ chịu thuế an sinh xã hội, đó là nếu như mà ai có cái mức thu nhập là từ 142.800 đô la, nhưng mà sang năm á là tăng lên là 147.000 đô la. Nhưng mà quý vị không có lo cái phần này, là cái vấn đề là sở thuế, là khi mà quý vị đi làm W2 là bên công ty, người ta sẽ lo cái phần đó cho quý vị, hoặc là quý vị nào mà đi làm bên 1099 làm tự làm chủ, dạ, thì lúc đó quý vị đi khai thuế thì bên IRS người ta cũng sẽ là tính toán vào trong đó thôi, chứ quý vị không phải là lo cái vấn đề này ha. Còn một cái vấn đề nữa đó là trong cái tiền mà Medicare đó quý vị, cho cái phần B á, và Medicare phần B cho quý cô chú anh chị mà đang về hưu á, là cái tỷ lệ đó hiện tại người ta chưa công bố là năm 2022 là công bố là bao nhiêu, thì hiện tại là chưa. Tại vì á, lần thường là quý vị khi mà quý vị nhận tiền hưu á, là người ta sẽ là trừ, khấu trừ cái tiền đó vào trong cái tiền Medicare của quý vị, nhưng mà hiện tại là chưa có. Khi nào mà nếu có thì Nga sẽ xin là chia sẻ đến quý vị. Và Nga cũng xin lỗi quý vị là hồi nãy nếu như mà quý vị nghe có cái âm thanh á, âm thanh tiếng động ở trong cái video đó, là con chó nhà Nga nó đi bộ á, nó đi vòng vòng ở trên cái nền nhà, cho nên là phát ra tiếng động khi mà Nga nghe lại cái video đó. Dạ, Nga xin lỗi quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký. Quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga, nhấn like, nhấn share để ủng hộ kênh. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị và Nga kính chúc quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.